Chiều 2 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư, Diễn đàn tri thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 và Trại hè Việt Nam 2024. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì buổi gặp gỡ. Theo ban tổ chức, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ tư có khoảng 600 người tham dự, với chủ đề Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Năm 2024 là năm bản lề trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đánh dấu tròn 20 năm triển khai nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, đây là sự kiện quan trọng, được coi là hội nghị Diên Hồng năm 2024 của Kiều Bào, cơ hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Các hội thảo chuyên đề và diễn đàn còn nhiều hoạt động như đoàn Kiều Bào tiêu biểu đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình Trại hè Việt Nam năm 2024 với chủ đề Đất nước trọn niềm vui. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 29 tháng 7 tại nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.